ơi, con đừng bắt cá trên ai. Cá trên ai để đây, để bố rộng ở đây. Để cho em túm bắt của kéo cá nó đâm chân Tuấn ơi. Nó trườn ở chân đấy. Anh thử cảm giác này phát. Sướng dã man luôn đấy. Ui giời. Dồn hết vào trong cái chôm này còn gì nữa. Một chôm này bây giờ toàn bộ. Túm bắt cá này rất khéo nhá. Đấy, mình bắt nhiều khi còn khó nhưng Tuấn nó cứ cầm phát là được luôn. Bắt có chơi, bắt có chơi. Không bắt được cá nè. Bắt đến đây. Trời ơi, em đang bắt cá vui này, bắt em lên. Khổ em. Em bắt cá siêu như thế. Meo meo. Mong ngủ đấy. Mấy giờ rồi mà còn mong ngủ hả Chít? Béo như con nợ. Nghe như là nó vừa mới bảo tớ béo. Chuyện này quá sai lầm rồi. Bởi vì tớ không được sinh ra để thấy xấu hổ với con người tôi. Ai đấy này à, ai. Lo mắng. Tớ chả hiểu mày nói cái gì cả. Đau lắm sao ạ? Không chơi mày nữa. Chết rồi. Sáng sớm mà đã ướt hết quần rồi. Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay thì là mình máy ao các bạn. Hôm nay máy ao để dọn sạch vệ sinh cái ao, rồi bắt hết nấm cá chê này để chuyển vào trong nhà, rồi mai mình mang đi chợ bán. Hôm nay là không phải buổi chợ lớn. Hôm nay chỉ là có một cái buổi chợ của thôn nhỏ thôi, cho nên là hôm nay không bán được. Nhưng mà mình vẫn cứ máy. Máy nhanh thôi mà. Hôm nay mình sử dụng đến hai chiếc máy, một chiếc máy chế này của nhà mình và một chiếc máy hút mặt để mà tạo oxy cho cái ao cá là hai. Hai cái này kết hợp thì nó nhanh lắm. Bây giờ các bạn thử xem là máy mất bao lâu thì nó sẽ cạn ao này các bạn nhé. Cứ tưởng là nó sẽ nhanh cạn cơ nhưng mà lâu phết đấy. Gần 3 tiếng đồng hồ mới cạn kiệt được cái đáy ao này các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống mình bắt cá. Toàn bộ là cá chê và cá chép nó dồn hết xuống dưới đáy này rồi. Phải nói là cái ao này mình thiết kế cái kiểu này nó cũng tiện lợi. Bùn thì mình không cho nên là bắt cá lần này nó dễ hơn là lần trước mình bắt ở dưới ao rất là nhiều. Đây, hôm nay mình sẽ bắt hết toàn bộ những con cá trắng này, cá chép coi là mình thả ra ngoài cái ao bèo mình ngoài kia để cho nó sinh sản ở ngoài đấy. Còn thì cá chê khả năng mình vẫn để ở đây này. Sau mai ví dụ có bán hoặc là có cho ai thì sau lúc đó mình sẽ chuyển đi sau. Còn bây giờ mình không muốn chuyển đi nữa. Ủa này nó ngoáy ở dưới cái chôn này. Cái chôn này nhà mình là nó có một cái chôn to, cái chôn to lắm. Cho nên đây các bạn nhìn này, chân mình đứng thì nó lông nhưng mà cái máy đặt tụt xuống dưới này. Bởi vì cái chôn này sâu, toàn bộ cá bây giờ rút hết ở dưới đây rồi. Anh em hộ em một chuyến nhỉ. Là chuyển cái lấm cá trắng ra ngoài ao cho em phát cho nó đỡ chết phát. Ôi, đây có một con này. Đừng úp con. Đừng úp. Ê, bên trong này có một con. Ở đây. Đây. Để cho. Ê, cá coi này. Đây. Ui. Khả năng là để mình rút cái máy nước đi đã. Rút ra đây cho nó. Mày bắt cá đi. Mày. Này cầm vợt. Cầm vợt hết đi. Vừa mà.
Rút cả được cái dòng qua đấy này. Ôi, con đừng mất cá trên ai. Cá trên ai để đây để bố rộng ở đây. Để cho em tút mắt của kéo cá nó đâm chân Tuyết ơi. Cá trên này, ở dưới đáy này. Mặt kia để, ôi. Anh dẫn chân xuống đây mà xem. Massage chân buồn kinh khủng luôn ấy. Ủa các bạn này, sao này. Thích nhỉ. Đợi nó nguồn lên nhìn cái con nào hết. Ôi, nó trượt ở chân ấy. Anh thử cảm giác này phát. Sướng dã man luôn ấy. Ôi giời. Dồn hết vào trong cái chôn này còn gì nữa. Một chôn này bây giờ toàn túm bắt cá này rất khéo nhá. Đấy, mình bắt nhiều khi còn khó nhưng túm nó cứ cầm phát là được luôn. Bắt con chơi. Đây, bắt con này. Đây. Bắt những con cá trắng này, con cá đỏ bắt các bác. Hắn túm là túm được này. Mình là không chắc là túm được đâu. Bắt hết những con cá chép, con cá coi với lại cá trôi xuống dưới ao. Thôi bê. Đây, con này bê con này đi. Ôi dồi ôi. Đây cái ruột cũng đậy. Vẫn khỏe mạnh. Nói chung là ở với cá trê mà cá chép coi này nó vẫn sống được như này thì ra mai em thả đọc cá chép coi thì quá ngon luôn. Không phải nghĩ ngợi gì về vấn đề nước lôi nữa. Đây anh đi rồi. Vẫn đi cũ. Bây giờ là cái ao muống của mình là thả đọc cá coi với lại cá trôi này thôi. Còn cái ao này sau này là mình cũng mua thả đọc cá coi không. Giờ không còn cá trê nữa rồi. Sau này nếu có thích nuôi cá trê thì mình sẽ nuôi cá trê vàng. Hoặc là mình nuôi hẳn trê ta đi, không nuôi trê nai này nữa. Công nhận nhìn màu cá coi nhìn đẹp, nhìn sáng đẹp nhỉ. Cái lô cá coi vừa rồi lúc em mua là nó bé tí, nhìn nó không đẹp vậy đâu. Nhưng mà sau lớn lên nhìn nó đẹp thế nhỉ. Những con cá này các bạn này, nó sáng màu đẹp không? Wow. Đây những con này như thế này. Ui, đây là chép ông công táo. Ui, cá trê này. Hôm nay là cái buổi mà máy cá trê gần như là cuối cùng của mình. Mà nó là cuối cùng luôn rồi đấy. Sau này mình sẽ không nuôi cá trê nữa. Và cái số cá trê này hôm nay thì mai mình sẽ mang đi bán. Anh em ai mà có ăn cá trê thì hôm nay cứ lấy đi rồi sau này là hết rồi đấy. Cứ lấy về mà ăn, nhân nữa. Và bây giờ thì còn nốt mấy con cá trắng này mình sẽ nhặt cho vào thau này mình mang ao thả. Còn cá trê như lấy mình vẫn bảo đấy, còn mình sẽ rộng nó ở đây. Đó. Con túm luôn nó đi, không xước ra nó. Dạ. Đây Ngọc Mai con vứt vào đây cho bố. Vứt lốp cái con đấy vào đây. Nhanh lên con. Túm mạnh, thua cả em túm rồi. Không bằng em túm bắt tài nữa. À đây, đúng rồi, cá nó rút vào bò thật anh Hiệp. Đây, mấy con này nó toàn nao đầu bờ nhé. Mới ra đây vậy. Ừ, nao đầu bờ, thế thôi mình đẩy ra ngoài này. Đẩy từ từ ra ngoài đi. Đấy. Công nhận màu sáng đẹp thật. Đấy. Giờ không ai làm phiền chúng mày nữa rồi. Tha hồ mà bơi nội nhảy múa kiếm ăn. Thế là hết cá trắng rồi đấy các bạn. Giờ chỉ còn mỗi cá trên ai ở trong cái ao kia của mình nữa thôi. Thì mai mình sẽ bán và hôm nay mình sẽ cho anh em người nhà mà ai ăn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Và mình cũng để lại một ít ăn nữa thì sau bán hết. Đó, vệ sinh lại cái ao rồi sau mình thiết kế là trồng cây thủy sinh này. Xử lý thành ao cho sạch sẽ. Rồi sau khi đó là sau này mua cá coi về thả, đọc cá coi trần xì không thôi. Ôi, đổ vào đấy nó lại nhảy ra bây giờ. Đây. Đây những con to. Ủa. Nhân nó bê được cái chậu cá này sao? Chậu trơn đấy. Không trơn. Đây, để anh nhặt cái con này anh nấu bữa trưa này. Trưa nay anh nấu mẻ tiếp, lại ăn mẻ tiếp với lại sau sốt cà chua nữa. Ôi giời. Đây. Còn thế này. Đấy. À đấy lại chưa đến đây. Đây. Hai con.
Cậu lấy bao nhiêu cậu bắt một thẻ luôn đi. Không, không mai cháu lại bán. Đấy. Kinh. Đây này. Hết hết con to rồi. Anh lấy hai con để ăn bữa trưa thôi. Ba con đi. Đấy, phó cá hiệp. Con lại ra rồi. Con lần này thôi. Con lần này thôi, ai ăn cứ lấy đi thì con. Hết rồi. Lần sau anh bán là hết rồi. Không phải ngại. Sau anh chúng cho nữa anh mang cho Già Thái này, cho ông Minh này. Rồi là cho cô Huệ này. Thế là hết. Thế là cũng chả còn bao nhiêu để mà bán nữa các bạn ạ. Dạ. Đấy, đổ cả cái bao đây vào. Khỏi phải chọn. Hôm nay thì còn không còn đếm được bao nhiêu con nữa. Hay là chú mang về chú đưa cho bà Thái luôn rồi anh đi. Cho Già Thái nhà anh Long ấy. Anh đỡ phải xuống. Ờ, thì có lấy thêm nữa không thì xúc thêm ở dưới kia. Thế không thì sau về hỏi Già Thái ăn bao nhiêu thì sau đưa Già Thái hoặc anh nữa. Nhá. Đấy. Thì anh Hiệp. Không à. Là hết rồi đấy. Ừ, bắt được 1-2 con về mà ăn bữa trưa. Làm tí mẻ canh chua cho mát. Sớm đây. Nay máy ao buổi cuối thì có lấm cá chê cháu bán hết. Thì chắc là không còn nữa thì cho chú Thím ít nấu ăn. Cá chê nhà cháu ao nước sạch, không cho ăn cám cho nên là ăn nó không có giống như cá chê ở ấy đâu. Nấu thế nào? Ôi cho nhiều thế không lấy đâu. Thì cho vào trong thau rộng lúc nào ăn đến thì ăn. Lấy 2 con thôi. Đấy, thì cháu về đây. Nhưng mà nhiều cháu quá. Cháu mang cho hàng xóm mỗi nhà 1-2 con. Tất cả mọi người anh em ở trong nhà thì mình đã đều mang cho cá hết rồi. Còn đây là số cá mà mình mang biếu các dì, các thím ở hàng xóm. Bây giờ chú Nhân hộ anh sang bên này cho nhà dì Vụ cái. Mình cầm máy quay cho nên là mình nhờ Nhân bê hộ. Nói chung là cũng không nặng lắm đâu. Bê ai bê nói chung cũng vậy thôi. Dì ơi. Dì đi làm trở về sao ấy? Dì Vụ à? Vừa mở đây. Nhưng mà trở về xong dĩnh. Xong dĩnh. Cơm sao? Đấy chỉ có mấy nhà gần nhà mình thì mình biếu được thôi. Còn nếu mà để biếu hết thì nhiều lắm. Ông ơi, ông Dính ơi, ăn cơm chưa? Đi vào ăn cơm chưa? Cháu đã ăn uống gì đâu. Đấy, thì thôi thì gọi là của ít lòng nhiều. Cháu có biếu ông để ông ăn vào bữa trưa. Cảm ơn các cháu. Vâng ạ. Còn vâng, ông ơi cháu đi đây. Còn chỗ này thì mình sẽ mang sang nhà thím với này. Nhà chú ở hàng xóm ở cạnh nhà mình nữa. Trông nữa gì đi làm về xong mình sẽ mang biếu gì nữa. Cá cháu nuôi cũng đâu ghê rồi thím ạ. Nhưng mà nó không lớn mấy. Đây thì cháu chọn những con mà to nhất ở nhà thì cháu mang đi biếu mỗi nhà một ít. À đây Tiến đây. Tiến thấy cá khoái lắm. À, chạy rồi. Vâng. Thế thôi thím nghỉ nhá. Cháu cũng sang bên nhà chú Ngữ cái. Vâng. À, anh đi đây. Sang bên ông Ngữ đây. Chú Ngữ ơi. Ây. Chào đón mình bằng hai em. Linh ơi. Có nhà không? À, anh máy ao hôm nay là buổi cuối. Anh bán hết rồi anh để lại mấy con to cho mỗi nhà ít. Đây. À chú. Ui dồi chết rồi. Còn mấy con cá chê hôm nay cháu máy buổi cuối chú ạ. Xong là cháu bán hết.
không nuôi cá trê nữa thì cháu chọn mấy con to to béo béo, cháu cho mỗi nhà 2 con. Đây thì chú có cái gì đựng không? Cháu cầm cái rổ về. Tầm giờ không biết là liệu có kịp ăn trưa không hay ăn rồi. Ăn rồi chú. Ăn rồi. Đấy. Tối. Nhà cháu thì ăn muộn lắm. Nấu tương rừng mẹ. Cháu vào đây. Ăn ngon phết chú à? Đây. Lại quay bác Hương đi. Chào cháu bác. Cá sốt cá chua hợp lý. Còn cá nấu mẻ đâu này? Hết mẻ. À hết mẻ này. Vừa nấu mẻ hôm qua. Mẹ hôm qua ăn mẻ rồi ăn cá chua đổi vị. Mình mời tất cả các bạn nhé. Bữa trưa nhà mình. Ngon quá. Nhà có ai có ăn không? Có ăn bao không? Hôm nay. Hôm nay không có cá mẻ. Cá mẻ hàng ba không có. Cá mẻ cũng có. Có ăn không? Ngọc Mai khoái cá mẻ lắm. Cái gì thế nào? Cái ghế ngồi quá quá. Cái ghế Ngọc Mai.